Thưa quý vị, tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsudi Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc vun đắp tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Vui mừng trước những thành tiệu hết sức quan trọng của mối quan hệ Việt Nam Nhật Bản, Chủ tịch nước đánh giá cao các chính đảng Nhật Bản có sự thống nhất trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Điều này được thể hiện qua việc có nhiều đại diện các chính đảng của Nhật Bản tham gia đoàn các thượng nghị sĩ Nhật Bản thăm Việt Nam lần này. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác và đầu tư, Nhật Bản luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam. Trên cơ sở hai nước có nhiều điểm tương đồng, các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, khoa học, văn hóa đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Để tăng cường quan hệ song phương trên nền tảng kết quả tốt đẹp của 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các ca cấp trên tất cả các lĩnh vực. Nhà nước, quốc hội, chính phủ, các chính đảng Nhật Bản, bộ ngành địa phương hai nước, Chủ tịch thượng viện Ochiji Hidehisa trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp. Đồng thời bày tỏ vinh dự và vui mừng được thăm trở lại Việt Nam đúng vào dịp hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch thượng viện Ochiji Hidehisa cho biết, tham gia đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này có các thượng nghị sĩ đến từ các chính đảng lớn của Nhật Bản, điều này thể hiện sự coi trọng của nghị viện Nhật Bản trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ truyền thống có bề dày lịch sử lâu dài, gắn kết chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam Nhật Bản. Chủ tịch Thượng viện Oshoji Hidehisa tin tưởng với nhiều điểm tương đồng, việc hai nước tăng cường hợp tác về mọi mặt, trong đó có hợp tác nghị viện là hoàn toàn phù hợp và cần thiết trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức quy mô toàn cầu.